cái cần câu tay này mình thấy nó đang nhịp nhịp các bạn. Đoán thử coi cá gì nha. Chắc là nghĩ có cá ăn rồi đó. Ồ, không biết cá gì đây. Ô chưa, chưa. Nó nhịp nhịp ta. Quê à. À, đó các bạn thấy không? Những cái tình huống đó nó rất là tự nhiên. Thì mình đi quay clip mà đâu phải là cái bấm máy nào mình cũng cho lên phim được đâu. Đó là vậy. Ví dụ như cái tình huống mà tiếp theo các bạn xem đây nè. Đây các bạn. Mình thấy cá nó mới giật 2-3 cái kìa. Các bạn đoán thử coi cá gì nha. Mình cũng không biết cá gì nữa. Có này. Nè nè, có này, có này, có này. Ô, chạch lâu các bạn ơi. Chạch lâu. Dính luôn rồi. Không rớt đâu. Chạch lâu các bạn ơi. Hoặc là cái tình huống mà mình đập con cá đó. À, tại sao mình lại đập con cá? Lúc đó mình không nghĩ là mình sẽ đập con cá luôn. Tại vì hôm bữa trước, 2 ngày trước là nó bị xảy con cá bự đúng không? Mình cứ tưởng tượng là ủa chẳng lẽ hôm nay mình sẽ để xảy con cá này nữa. Mình không thể chấp nhận được cái việc đó. Bạn nào mà câu hủ bạn sẽ hiểu nha. Mình không thể chấp nhận được cái việc đó nên là mình vơ tay ra mình chụp cái cây mình đập luôn. Nó vậy đó. Xin chào mọi người nha. Sau một hồi dập dìu thì mình cũng tìm được bãi câu rồi đây. Cái chỗ này khá là đẹp nè. Đằng kia là hàng Tam Đẳng đó các bạn. Thì mình nói chung mình đi câu thì chỉ câu xung quanh hàng Tam Đẳng thôi. Còn khi nào mà mình đi câu chỗ khác á thì sẽ có ghi cái tên trên tiêu đề nha. Phía trên đây là một cái cù lao các bạn thấy không? Cù lao giữa sông á. Đó. Chỗ này là xung quanh đây nè. Có bụi tre nhiều lắm, hy vọng là chắc là có nhiều cá chạch lấu các bạn. Ngồi đây luôn nha, ngồi săn luôn. Nước chỗ này cũng không sâu lắm đâu, đằng kia là có cây mọc giữa sông nữa mà. Bãi đá đó các bạn. Thôi giờ chuyển khai đồ nghề thôi nè. Quăng câu 5 phút rồi mà chưa có động tĩnh gì hết các bạn ơi. Nay thì trùng chỗ mình đào vẫn chưa có đây, vẫn phải đi mua đây. Vì mỗi lần câu hết quá trời tiền trùng luôn. Ơi, chỗ này mát bạn ơi. Bữa nay gặp trời không nắng nữa. Thoải mái rồi. Vài bữa cả tuần nay thì cả 10 ngày nay thì nói chung Nam Bộ nắng nóng lắm. Cực kỳ luôn. Mà chỗ mát là không có cá như này chắc chết rồi. Em ru à. Lên không? Có cá gì không? Dạ. Dướng gì nữa các bạn ơi. Dướng ghét à. Chỗ này nhiều rác quá ha. Nên kéo toàn rác lên không. Cá lên. Ủa, cái gì nặng dữ vậy? Rồi giống rác rồi. Đèn thế, biết. Cá gì đây? Ủa, có cá các bạn ơi. Gì vậy? Trời ơi, con cá heo. Ê, mình cho bạn xem con cá heo xong nha. Nè các bạn ơi, không biết nó ăn kiểu gì mà dính ngay bụng rồi. Dính nhỏ à, không dính bự đâu. Ê, cá này rất là đặc biệt nha các bạn. Dạ, ây da, wow. Ui, nó móc vô bụng nó luôn rồi.
Thôi, mất hết lớp da chắc cũng sống nổi thôi. Con cá này là con cá heo sông nha các bạn. Bạn nhìn kỹ đi. Rất là bóng và béo, có thịt nữa này. Móc hết lớp da ngay bụng các bạn ơi. Sống nổi không đây? Đó, ngay rồi, xong nét rồi. Ngay con mắt của nó, ngay mắt của nó có cái giống như cái sừng các bạn. Hai bên giống như có hai cái sừng ấy. Rất là nhọn luôn. Đây, đẹp chưa? Dính rồi. Con cá này bự chắc cũng cỡ hai ba ngón tay các bạn ơi. Nè. Nhìn dễ thương ha. Con cá nhảm nhí. Ok, để mình rộng thôi, chứ nó sống thì mình thả, còn chết thì thôi nha. Cá gì đây? Có cá rồi, có cá rồi, có cá các bạn ơi. Ui, chạch lấu, chạch lấu, chạch lấu. Ui. Bạn chưa? Đã chưa? Sáng giờ mới được chạch lấu rồi bạn, con này cũng bự ạ. Rồi mình lấy cái tấm vải rồi. Vừa quăng xuống rồi, ăn nhanh ghê. Đây bạn. Ôi. Các bạn ơi, ôi. Đây nè. Đã cho phê chưa? Cho bá luôn. Nuốt lưỡi rồi. Cắt đi. Mình gỡ ra cũng được nhưng mà đang câu mà quay phim tùm lum cái kiểu. Mất công quá các bạn, cắt luôn ha. Ôi coi kìa. Đã chưa các bạn? Cá bên này ít quá, bên này ít cá ăn quá không hiểu tại sao à. Phê. Chập bá này. Nhìn bụng nó nè. Đã chưa các bạn? Ba cần nè, bữa nay ráng ngồi gồng làm hết mồi rồi về. Chạch lấu bự quá. Trùng mũ hôm nay vẫn phải mua đây các bạn. Nhà đào được có mấy con không có đủ câu đâu. Đó, móc như nè. Chứ móc đơn móc nhỏ quá thì nó cũng không có kích thích cá ăn đúng không? Móc phải cộm cộm lên vậy. Chưa đầu quá cũng được. Rồi. Giờ mình cứ canh ngay đầu mấy bụi tre mình quăng ngay đó nha. Quăng ngay rìa đó. Chạch là nó hay rú trong á. Đó, quăng ngay bụi đầu tre đó. Cho cá chạch đang ăn nữa bạn ơi, cá chạch nó đang ăn nữa đó. Cá chạch thường thường nó ăn em ru vậy à. Nhấp nhấp nhẹ 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 thôi nha, thử nha, kéo nha. Đó, quăng vô cái chỗ đó là chạch lấu không á. Lên nha. Rồi dướng gì à. Dướng rác rồi. Ủa chạch nữa kìa. Đúng, đúng y luôn mà, nó chui vô bụi các bạn. Ui. Về chưa, chạch lấu không? Quăng đúng chỗ đó rồi. Chạch bự các bạn ơi. Con nào con nấy hai bự cho bá đây nè. Quăng đúng chỗ nó là lụm nó rồi chứ không có lụm con gì khác hết trơn á. Nè các bạn. Nuốt phát hai lưỡi của mình luôn nè. Ồ con này y như con nãy luôn. Chạch bự bự không bạn ơi. Phê thiệt. Rồi. Bạn con bự bự không bạn ơi. Nuốt cái lưỡi mình giống nãy nữa rồi.
chết thiệt. Mình phải không có dám móc ra nó chết tới lúc về nó ương hết các bạn ơi. Kệ nó, cắt đi. Ôi, 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 ôi. Phê chưa các bạn? Quăng ngay chỗ nó là lên nó thôi chứ không có cá nào khác trong đó đâu. Bạn đừng cảm nha, mình móc ngược lại mình lấy cũng được nhưng mà đang quay clip rồi đang câu rồi cũng dướng bận lắm nên không có làm mất công lắm. Cắt luôn nha. Trời cũng chạch kìa. Nãy hai con này nhỏ hơn con kia chút xíu nha các bạn. Đã chưa? Bỏ vỏ rồi nha. Hôm nay lên được 5 con vậy là mừng rồi. 5 con vậy là ngon lắm rồi. Vậy thì bữa nay mình đặt chỉ tiêu là 5 con đi nha. Wow. Con này phải có tấm vải kìa mới cầm được nó các bạn. Có tấm vải kìa, chứ mà tay không mà cầm rớt liền ạ. Vậy như rắn vậy. Ôi hai con các bạn. Hai con chất lượng luôn. Hai con chạch lấu chất lượng luôn. Bây giờ không có suy nghĩ gì nhiều các bạn ơi. Mình cứ nhắm ngay cái bụi tre kia mình đánh nha. Ngay cái ổ á. Nhiều khi trúng ổ cá chạch rồi đó. Ngay đầu bụi tre đó. Thả dây ra xíu đó. Cái cần lớn này nó có cá rỉ nãy giờ không biết có dính không. Ui trượt rồi. Kỳ đó. Nãy giờ có một cần lên cá. Ok. Không. Hướng gì đằng kia nó có cái gốc các bạn ơi, gần đó nó có cái gốc gì á, hay là khúc tre gì á, nó cứ vướng riết à. À mình quăng xuống mình cứ rị lá tre lên riết nè. Chắc có. À, có sự xuất hiện của cá nóc rồi các bạn ơi. Mình mới kéo lên kiểm tra mồi thì thấy dây nó bị cắn đứt rồi nè. Chỉ có cá nóc nó mới cắn đứt kiểu đó thôi. Mấy chỗ này có câu được nữa không đây, hơi căng này nha. Giờ tóm lưỡi quăng tiếp thử coi. Chừng không được thì mình rút nha. Chưa nắng lên các bạn ơi. Đây. Rồi sảy nữa rồi. Ồ, cái. Ôi, cá gì ạ? Cá he các bạn ơi. À, cá ngựa. Đây con cá ngựa nam nè các bạn. Nhìn đẹp chưa? Câu cho đó cũng cá ngựa nữa chứ. Cá này là cá thuộc dạng cá săn mồi giống như cá lóc hay với lại cá lăng á, nói chung là nó cá săn mồi á, mình câu rê cũng được các bạn, câu rê cũng dính hết á. Con này khỏe lắm, thấy không? Con này khỏe lắm. Cá săn mồi mà. Đây. Ôi. Thôi sao đâu. Mình bị say sóng rồi các bạn ơi. Cái nước chảy mạnh quá thuyền nó cứ lắc qua lắc lại riết. Nước đầu cũng chết luôn rồi. Không biết chịu không nổi. Y như say xe vậy, nó còn hơn say xe nữa. Nè các bạn nhìn nè. Thuyền nó cứ đưa qua đưa lại riết luôn. Bị say thiệt các bạn. Đâu có nằm yên một chỗ đâu ha. Cứ bụi tre mà đánh. Ui, nhức đầu thì. Ê, vừa dục xuống này mà cá nó giật lia lịa nè các bạn. Đều chưa dính thôi. Đó. Không biết dính chưa đây.
Dừng cái nữa kéo nha. Kéo luôn đi chờ. Ồ dính rồi, dính cá, dính cá. Cá mè. Như có đàn tới các bạn ơi. Có đàn nó tới sao á. À, con này cũng giống cá ngựa nãy nhưng mà cái vây nó không không có đỏ nha. Người ta mấy bạn bữa xem video mình kêu cá này là cá mè lúi á. Mình cũng nghe vậy mình nói vậy thôi chứ không biết đâu. Cá mè lúi nha. Người nó dài dài giống cá ngựa luôn. Cá ăn các bạn ơi, cá chập á. Ăn cái em ru luôn à. Ui, trong mặt quá. Biết sao này. Ôi, có cá, có cá, có cá. Ôi, chập bự các bạn ơi, chập nè. Ui. Ôi, mày hả bự, một con nữa. Biết ngay mà chạch bự mà các bạn, nó ăn xong cái em ru à. Mấy con quỷ này chạy sao khỏi. À, dạ, dạ. Vô đây. Móc chúng ba lô. Rồi chạch kìa. Chỗ này nó ăn chậm nhưng mà được cái là cá chạch con nào cũng lấy chất lượng không các bạn ơi. Đó, câu phải câu chạch cỡ này không nè. Đó, câu chạch cỡ này không là ngồi chờ không phí sức các bạn ơi. Đó, cái nãy giờ mà chạch nhỏ là mình đi lâu rồi tại vì đây cá ăn yếu lắm, cá không ăn không có mạnh. Còn con chạch kìa. Vậy là ba con chạch bự các bạn ơi. Ba con rồi. Kệ ráng ngồi cứ ngồi chờ ngồi ngâm riết coi. Dính chạch bự hẳn hoi cũng đã nè các bạn. Ba con rồi. Phê chưa? Rồi. Đây nha. Chạch phải dày câu mới sướng. Ba con rồi các bạn. Đây, phải cái chạch nữa hôm nay, nó cắn câu nữa các bạn ơi. Ôi sảy rồi. Ôi, mình tấp vô bờ các bạn ơi. Ngồi ngoài này nó chóng mặt quá chịu không nổi đâu. Cơ địa mình nó yếu nữa. Ngồi tí muốn nôn luôn. Vô bờ ngồi câu thôi. Hết chịu nổi rồi. Mình vừa tấp vô bờ các bạn. Thì bây giờ câu đây nha. Vô đây rồi mà mặt mày nó vẫn say sẩm. Nhưng mà như có cá ăn các bạn ơi. Để cho nó bằng xíu đây. Có cá nó ăn của cần của mình rồi kìa. Thôi kéo luôn nha. Bạn thông cảm nha, nó hơi nghiêng à. Cá hay gì đây? Nặng dữ vậy. Cái gì đây? Ủa cá chạch các bạn ơi. Cá chạch mà nó quấn vô cái tre nè. Rồi mất rồi. Rớt mất rồi các bạn ơi. Mình tưởng nó còn dính trong dây chứ giờ nó tuôn ra rồi. Nó kệ bỏ hai con đó, nó cũng còn nhỏ à. À. Mình tưởng nó còn vướng cái dây nó nhảy ra đó chứ. Đây các bạn. À. Nay câu được 3 con rồi, 3 chạch to nè. Ui chết rồi, con này chết rồi. Chạch to chưa? Đây còn nữa nè. Con mấy con này nó nuốt lưỡi nó chết rồi bạn ơi. Rồi tiếp tục nha. Tụi mới lên chạch sảy uổng quá. Cá cắn nữa rồi. Lên đi. Không có làm gì hết. À cá lăng, cá lăng. Trời ơi hàng gì. Thấy nó giật nhẹ nhẹ nè. Cá lăng các bạn ơi. Thấy nó giật nhẹ nhẹ mà kêu mình đâu mà giật cá chạch mà giật nhẹ dữ vậy.
nó còn nhỏ mà nó đủ đỡn rồi các bạn. Đi về đi, kêu ông nội mày tới đây. Còn nhỏ mà đủ đỡn. Vừa lên được một con nữa các bạn ơi, nó xúc nè nữa. Câu cái gần quan sát bờ này, lên được một con nữa. Ui dậy kìa. Dạ đâm đau quá. Nè các bạn, bữa nay câu toàn chạch lấu không nha. Con này nhỏ hơn ba con nãy nha. Đó, chạch lấu nè. Xui, quá trời quá đất luôn. Máy của mình xong bên đây nó không lấy nét tốt nữa, nét dở quá. Rồi, bỏ vỏ nha. Vậy là bốn con, bốn vịt lấu các bạn ơi. Đã chưa? Một nùi nhanh xâm nước. Phải chặt các bạn ơi. Bữa nay là thiên đường chặt lấu luôn nha. Đã, các bạn. Lại chặt. Rồi bung ra nữa rồi. Mấy chứ các bạn. Đó, bữa nay chủ động đi câu chạch lấu luôn á. Nè. Con này thì nhỏ rồi, nhỏ hơn mấy con nãy. Không sao ăn được tốt. Chạch kia kiếm chạch to hiếm lắm các bạn ơi. Không có dễ kiếm đâu. Nè. Ok chưa? Ok, gắn. Đây mình mới câu lên cá bóng cát các bạn ơi. Thì bữa có một bạn là bạn hỏi là mồi câu cá này. Thì mình nói thẳng luôn là con này thì nó ăn mồi trùng. Nhưng mà các bạn đừng có hỏi mồi câu của mấy con cá này là gì. Tại vì nó số lượng nó rất là ít. Chẳng qua là mình câu những cá khác là may mắn là lên câu được con này thôi. Chứ mà để đi câu con này là... nó ít lắm bạn, nó không có nhiều đâu. Mê nhất là mấy con gì dài như này nè. Đây thêm một con cá mè dảnh nhập hội nha các bạn ơi. Nó kéo giật lia lịa giật khiếp hồn luôn. Mình tưởng dính cái chạch lấu khủng chứ. Thì thôi, số nó đã vậy rồi thì cho nó vô đây thôi. Số nó đã vậy rồi thì cho nó vô đây thôi chứ giờ sao giờ. Ê, bạn đã chưa? Đó, bạn thấy con vàng vàng chưa? Đó. Đây các bạn, mình thấy cá nó mới giật hai ba cái kìa. Đoàn đoán thử coi cá gì nha. Mình cũng không biết cá gì nữa đâu. Có này. Này nè, có này. Ô, chạch lấu bạn ơi. Chạch lấu. Dính luôn rồi. Không có rớt đâu. Chạch lấu các bạn ơi. Nè. Đây. Để ngâm riết thì cũng dính rồi, không có chạy đường nào hết trơn á. Nè, đã chưa? Con này cũng khá khá nè. Con thứ mấy rồi, không biết con chạch lấu thứ mấy đây. Con chạch lấu thứ mấy đây, không biết. Nút lưỡi, một thanh niên tự sát nữa rồi. Nút thì cắt thôi. Mình không có đẩy ngược lại đâu, mình đang quay phim tùm lum hết, nó cong lắm. Đây, cho vào vỏ. Nè. Đó, chạch lấu con nào con ra con nấy đàng hoàng chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Mình vừa nổ đó các bạn. Nghe làm cái gì ba cái đó. Rồi. Ồ, toàn chạch lấu không? Mình vừa lên một con nữa các bạn ơi. Thì cái con này nó ăn lúc mà mồi nó chưa chạm đáy nữa, cho nên là không quay được là đúng rồi. Không có quay được nha. Vừa quăng xuống nó chưa, mồi chưa chạm đáy là nghe nó kéo rồi.
Đó, vậy để em bỏ vào luôn nha. Đây, chắc mình đi soạn về luôn các bạn ơi, tại vì đói bụng quá rồi, đi sáng giờ không có ăn uống gì hết trơn, giờ toàn chạch lấu không nè, đã chưa. Hello, mình vừa mới về tới nhà các bạn ơi, thì về nãy về khoe thành quả là cho nó đẹp nha, nó trong kia xấu quá quay cũng được. Con này nè các bạn, hơn gang tay à, đẹp chưa, con nào cũng lấy chất lượng luôn. Ba con này, ba con bự nha, ba con bự với bốn con nhỏ nữa nè. Đây là con cá bóng cát, đây là cá ngựa, là cá heo sông. Con này nó chết luôn các bạn ơi, này nó bị móc cái bụng ra đó, này còn chạy ra nè. Con này là con cá mè lưới, rồi cá mè dảnh. Đây, bữa nay mình đi câu sao không được vậy các bạn ơi, bạn xem clip mà thấy hay thú vị thì bấm like và chia sẻ video giúp mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem video.